hòa chung với hàng triệu người hâm mộ môn túc cầu trong nước và trên thế giới. Trong những ngày này, người hâm mộ xứ Nghệ đang được sống trong không khí bóng đá của một kỳ World Cup. Tuy nhiên, so với các kỳ World Cup trước đây, có vẻ như ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang kém nhiệt tại Nghệ An. Do hầu hết các trận đấu của World Cup 2014 đều diễn ra vào lúc nửa đêm và rạng sáng theo giờ Việt Nam, nên việc bố trí thời gian hợp lý để theo dõi được các trận đấu của kỳ World Cup này là cả một vấn đề với những người yêu bóng đá. Mặc dù là ngày hội bóng đá đỉnh cao của thế giới, 4 năm mới có một lần, nhưng xem ra không khí World Cup đang khá trầm lắng tại thành phố Vinh. Thành phố có tới hàng trăm quán cà phê, nhưng chỉ số ít trong số đó mở cửa để phục vụ cho các cổ động viên xem bóng đá đầy đủ các trận đấu. Và do đang diễn ra các trận đấu ở vòng bảng, nên đối với các cổ động viên Thành Vinh, có vẻ sức hút của World Cup vẫn đang kém nhiệt. Dù không quá đông, nhưng nhiều cổ động viên vẫn có rất nhiều lý do để chọn các quán cà phê bóng đá như thế này để thưởng thức không khí World Cup. World Cup năm nay thì em thấy mới vòng loại nên em cảm giác là chưa được không khí, chưa được sôi động lắm. Và thì em nghĩ là sẽ thời gian tới thì có lẽ vào vòng trong bắt đầu từ đến từ cái chẳng hạn thì chắc chắn có lẽ là sôi động hơn. Tại một số địa điểm phục vụ màn hình lớn ngoài trời, nhất là xung quanh một số trường đại học lớn của thành phố như Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Kinh tế, không khí World Cup có phần sôi nổi hơn một chút. Mặc dù đang trong thời điểm ôn thi học kỳ của các sinh viên, nhưng vẫn có rất nhiều bạn trẻ tập trung cổ vũ cho các đội bóng của mình yêu thích. Đối với các bạn sinh viên, mỗi kỳ World Cup luôn là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời. Và tất nhiên, ít có ai muốn bỏ lỡ cơ hội được chứng kiến những trận đấu đỉnh cao của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này. Em sẽ sắp xếp thời gian rất giỏi. Nếu như 2 giờ sáng thì em sẽ hẹn giờ để em sắp xếp thời gian để em đi xem đá bóng. Thì em rất là cũng muốn một chút học tập, một chút học tập nên là em sẽ ăn đúng buổi bố để lấy lại sức khỏe để xem bóng đá World Cup. Năm nay, việc các trận đấu chủ yếu diễn ra trong khung giờ 23 giờ đêm tới 5 giờ sáng cũng là một rào cản lớn với người xem. Vì tất cả còn phải đi học, làm việc vào sáng hôm sau. Vì thế nhiều người đã tranh thủ cập nhật thông tin vào buổi sáng. Một điều khá đặc biệt là World Cup năm nay tại thành phố Vinh đã vắng bóng các tờ tin nhanh bóng đá, vốn là món ăn không thể thiếu vào buổi sáng của người hâm mộ ở các kỳ World Cup trước. Thay vào đó, bây giờ mọi người lại dùng những chiếc smartphone để cập nhật tin tức của các trận đấu diễn ra trong đêm. Năm nay tuy là mới trải qua một loạt của vòng bảng nhưng mà World Cup là cho thấy là những cái điều rất là bất ngờ. Em nghĩ là World Cup mà 2014 nó đang còn sẽ còn rất là nhiều điều bất ngờ phía sau mà em rất là hào hứng chờ đợi. Với việc bùng nổ thông tin như hiện nay, người hâm mộ đang gần như bão hòa về bóng đá. Truyền hình nhiều năm nay, đêm nào cũng truyền hình trực tiếp giải bóng đá ngoại hạng Anh, bóng đá Ý, bóng đá Tây Ban Nha, bóng đá Đức, rồi Champions League hay Europa League. Rõ ràng, điều này đã giảm đi phần nào sự háo hức đón chờ mỗi kỳ World Cup như trước kia. Sắp tới, khi giải bước vào các trận đấu ở vòng loại trực tiếp, hy vọng không khí World Cup sẽ cuồng nhiệt hơn đối với người hâm mộ Thành Vinh.